Mình gặp nhau đúng ngày sai mà đã chia hai, coi nhau như chẳng tồn tại. Hợp nhau là do mình thôi, luôn sống thứ tha vì nhau. Tìm được nhau dễ dàng đâu, có phải bên nhau một ngày hay 4 năm hôm. Này anh nói câu không hợp là do duyên số hay sao? Vậy anh có chắc bao năm mọi thứ yêu thương anh trao riêng mỗi em còn? Mình gặp nhau sai thời gian và sai người phải không?